Tập 11. Cẩn thận từng bước nha. Là như vậy nè. Đúng rồi. 1 2 3. Thêm một bước nữa. Phải. Sao cô lại đẩy tôi vậy? Thôi, đừng dậy nữa. Đừng mà. Thôi không dậy nữa, không dậy nữa. Quý khách chọn được cái nào không ạ? Anh nghe điện thoại. Hai người nói chuyện đi ha. Ừ. Không sao đâu. Thật ra đây chính là sản phẩm mẫu của chúng tôi thôi. Cho nên cô chỉ cần tham khảo cô có thích hay không. Sau đó cô đến đây đặt làm riêng. Chúng tôi sẽ làm theo sở thích của cô. Chị là Tô Tô hả chị? Mình đã nói đúng là chị ấy mà. Chúng em là fan của chị đó. Em cũng hâm mộ chị lắm. Em áp dụng phương pháp giảm cân của chị đã giảm được 4 cân rồi. Bọn em có thể chụp ảnh cùng chị không? Được. Bây giờ em là ngôi sao rồi đó. Cứ như vậy anh phải thuê vệ sĩ cho em rồi. Không phải của anh đó sao? Thì anh cũng bắt đầu bận rồi mà. Anh sợ không quan tâm em được. Ê, phải rồi, em muốn đổi công ty dịch vụ cưới không hả? Em thấy cũng ổn mà, không sao. Nè, chắc em không đoán được vừa rồi ai gọi cho anh đâu. Ai vậy? Giám đốc phòng tiếp thị của tập đoàn Hoành Viễn. Anh ấy gọi cho anh làm gì? Nghe nói tập đoàn Hoành Viễn có một nhãn hiệu đồ tập đại diễn. Họ sắp đưa ra một bộ sưu tập mới, muốn mời em làm người đại diện. Vậy anh nói sao? Là vị hôn phu của em, đương nhiên là anh nên từ chối luôn mới phải. Nhưng là người quản lý của em thì anh phải suy nghĩ cho tương lai của em chứ. Cho nên anh đã nói là hôm nay em nghỉ, nên anh phải tìm em bàn bạc. Không tồi nha, anh cũng chuyên nghiệp đó chứ. Tập đoàn Hoành Viễn là công ty của ba Hạ Diễm Diễm phải không? Đúng. Anh nghĩ sao? Anh thấy là được đó. Được hả? Không phải anh kêu em 3 tháng này em chỉ cần ngoan ngoãn chờ làm cô dâu của anh thôi sao? Em xem, anh nghĩ vậy nè. Đại Diễn là một nhãn hiệu lớn, không chỉ ở chỗ chúng ta mà còn xếp trong top 5 toàn quốc nữa. Em mà làm đại diện cho nhãn hiệu của họ chắc chắn sẽ tốt cho sự nghiệp của em. Còn về việc kết hôn, em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm ra thời gian phù hợp, đồng thời sẽ không ảnh hưởng tới hôn lễ của chúng ta đâu. Quản lý Lâm, sao em cứ thấy anh có mục đích riêng vậy? Mục đích riêng thì đương nhiên là có. Tô Mạch, anh mong em làm quà với Diễm Diễm. Anh cũng mong cô ấy tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Anh không muốn vì quyết định ích kỷ của anh năm đó mà khiến cho tụi em phải mất đi tình bạn tốt. Anh nghĩ nhiều quá rồi đó. Tô Mạch à, hứa với anh cân nhắc một chút được không? Ừ. Mấy hôm nay tên ngốc kia có tìm cậu không? Không có. Tôi nghĩ anh ta không tìm cậu nữa đâu. Tại sao chứ? Vì ông Thiệu nói rồi, không cho hắn can thiệp vào chuyện của cậu với lại chú. Sao cậu biết? Tôi còn nghe nói bây giờ tất cả mọi người đều biết là sức hút của cậu lớn tới mức khiến cả hai anh em họ trở mặt thù ghét luôn. Có tới mức đó không? Ấy, chú đang làm gì vậy? Có tới tìm cậu không? Anh ta? Ừ. Anh ta không tìm tôi còn thắp hương tạ ơn. Giờ tôi không muốn quan tâm chuyện gì nữa, chỉ lo cho sức khỏe của ba tôi thôi à. Ba cậu làm sao? Tôi cứ thấy kỳ lạ làm sao á. Bệnh tình của ba tôi nếu uống thuốc đúng giờ thì chắc chắn sẽ không sao. Tôi hỏi nhiều bác sĩ đều nói như vậy hết. Vậy bây giờ cậu muốn làm gì hả? Thì tôi đang nghĩ đây còn gì. Vốn dĩ thì á, tôi cảm thấy chuyện nhà cậu á đã là một bộ phim cẩu quyết rồi. Thật không ngờ rằng chuyện nhà chú á mới chính là một bộ phim bơm tấn cực kỳ kịch tính. Ấy, cậu có biết tại sao tên ngốc kia á
lại cứ đòi chia cắt hai cậu để ở bên cậu không? À, vốn dĩ á, ông Thiệu có hai đứa con trai, người làm chủ căn nhà đó chính là con trai lớn Thiệu Dân An, cũng chính là ba của chú. 4 năm trước ông ấy lui về ở ẩn, nghe nói hình như là do nguyên nhân sức khỏe gì đó. Sau đó thì đứa con thứ Thiệu Dân Bình, cũng chính là ba của tên ngốc kia, đã đứng ra tiếp quản Thiệu Thị. Vốn dĩ Thiệu Dân Bình kia năng lực rất là tốt, lại cũng có bản lĩnh nữa. Thiệu Thị có thể phát triển phồn vinh như bây giờ, một phần công lớn cũng chính là thuộc về ông ấy đó nha. Nhưng mà khó hiểu thiệt á, không biết tại vì sao mà ông cụ Thiệu á lại không có thích ông ấy cho lắm. Vì vậy cho nên đến giờ Thiệu Dân Bình cũng chỉ là người đại diện. Ê, hơn nữa tôi còn nghe nói một chuyện á, hình như lúc đầu á chú còn bị Thiệu Dân Bình á bắt ra ngoài tự lập. Hai người họ tranh nhau vị trí thừa kế của gia tộc, mà cậu á lại chính là con cờ mạnh nhất của họ đó, biết chưa? Hay, cuối cùng tôi cũng đã biết rồi, tại sao nhà của tôi á không phải là nhà giàu. Ấy, không ân oán, không giàu có, vừa chẳng có ai tranh giành vị trí thừa kế với tôi, vừa chẳng có ai cướp ba của tôi. Cuộc đời á đúng là yên bình quá à. Đúng là chán chết đi được à. Cậu nói đủ chưa? À, hơn nữa tôi còn nghe nói nhà của họ có một cái là đại hội siêu quan trọng, ông cụ Thiệu sẽ đích thân tham gia. Vậy đi, lát nữa con cứ nói thẳng vào vấn đề. Dạ, à, con biết rồi ba. Chào buổi sáng. Ủa, chị dâu. Con chào bác. Ba. À Phương, đã thấy khỏe hơn chưa? Hồi phục rất nhiều rồi. Được, à, ngồi đi. Con mời ba ngồi. Sao Tiểu Triết vẫn chưa đến đây vậy? À, anh ấy đi công tác công minh rồi. Không qua gặp cậu được. Cậu ngồi đi, có chuyện gì thì cứ nói với tôi là được. Sao vậy? Giờ còn có chuyện gì không thể nói cho tôi biết được hả? À, ta hiểu lầm rồi, Bình Tổng. Sao vẫn chưa chốt người đại diện vậy? Sắp ra thị trường rồi mà. Tôi nhớ là đã quyết rồi mà ta. Hạ Tổng có lựa chọn mới rồi. Ai vậy? Tu Mạch. Là cô ta hả? Ừ. Ý tưởng này cũng hay đó chứ. Sao rồi, liên lạc với cô ta chưa? À, giám đốc phòng tiếp thị liên lạc với quản lý của cô ấy rồi. Người quản lý? Cô ta mà cũng có người đại diện sao? Xem ra đúng là không thể coi thường được. Nhưng chuyện này với cô ta là chuyện tốt, chắc cô ta không từ chối đâu. Phía họ nói đang cân nhắc, hình như nói thời gian làm việc trùng với kế hoạch cá nhân của cô ấy thì phải. Được rồi, cậu giao chuyện này cho tôi, đừng quan tâm tới nữa. Anh Tùng, dự án Ngoại Thành phía Nam vẫn đang dừng ở đó. Cục trưởng Lâm gặp nhiều công ty như vậy nhưng vẫn chưa chịu đến bệnh viện. Vậy chúng ta có nên đi đường vòng nghe ngóng chút thông tin không? Cái này cần cậu dạy tôi hả? Đi đường vòng để nghe ngóng thông tin. Tôi đi gặp chị Kiều từ lâu lắm rồi. Có thu hoạch không? Nếu có thu hoạch
mà tôi lại không nói cho cậu sao? Phí cả trà ngon của tôi rồi còn gì. Bà ấy không giúp sao? Cũng không hẳn là vậy. Cậu biết chị ta nói sao hay không? Chị ta nói giờ chị ta và tổng tài sống như về hưu vậy thôi. Rảnh thì nuôi cá, rảnh thì trồng hoa, rảnh thì hai người sẽ đi du lịch với nhau. Vào ngày kia hai người họ sẽ đi châu Âu. Chị ta còn nói là Lâm Hiểu Đông có tính tình quái lạ, nói sao cũng không chịu nghe. Nếu muốn trở thành bạn của ông ta phải làm ăn tử tế, không có con đường nào khác đâu. Nói cứ như không nói vậy. Tôi không thể hiểu nổi. Cục trưởng Lâm đã nói chuyện với 7 công ty, mà 7 công ty này lại không để lộ ra một tin tức nào hết. Bọn họ đang nói cái gì vậy chứ? Nhất là Thiệu Thị. Ông ta và Thiệu Dân Bình nói chuyện với nhau tận 3 tiếng rưỡi lận. Cậu nghĩ là họ đã nói những gì? Bây giờ chúng ta đã bắt đầu tìm kiếm công ty thiết kế mới. Phương án thiết kế cũng đã có rồi. Nhưng mà sau khi đàm phán với vài công ty thì không bên nào phù hợp hết. Công ty của chúng ta không phải luôn hợp tác với Phùng Thái hay sao? Bác ơi, kiến trúc sư không phải cái gì cũng biết. Công dụng và phong cách của mỗi dự án đều khác nhau. Cho nên dù là hàng hiệu cũng đâu phải tất cả cái nào cũng hợp với bác. Lựa chọn cẩn thận cũng là chuyện mà chúng ta nên làm. Hả? Vậy sản phẩm mới của Legacy thì sao? Sắp đưa ra thị trường có đúng không? À, ông ơi, là như vậy. Lần này bọn con dự định sẽ áp dụng một chiến lược mới. Hả? Chiến lược mới à? Con về rồi. À, Minh Triết. Chào ông. Nè nè nè, ngồi đi. Đến rất đúng lúc. Mọi người vừa mới bắt đầu thôi. Dạ. À, hồi sáng này ông gọi điện cho Minh Triết, kêu nó tới tham gia cuộc họp buổi sáng. Nó nói là nó phải đi Côn Minh rồi, cho nên ông đã quyết định cố ý gọi nó quay về đây. Dân Bình à. Dạ. Con không có ý kiến gì chứ? Ờ, dạ không. Ba, là con suy nghĩ không chu toàn, tính toán thời gian chưa hợp lý, suýt nữa làm Tiểu Triết lỡ mất thời gian cuộc họp. Được. Minh Triết à, con cũng nghe kỹ nghe rồi nêu ý kiến ha. Tiếp tục đi. À, tiếp tục gì vậy ông? Không phải vừa rồi con nói là có chiến lược mới gì sao? Đúng vậy. Là gì? Bộ sưu tập mới lần này á, bọn con muốn nhắm vào người trẻ tuổi, cho nên á, con muốn tìm một người đại diện đặc biệt. À, giờ con đã chọn được một người. Cô ấy tên là Tô Mạch, nickname á là Tô Tô. Không được, nhất định là không được. Bác à, bác còn chưa nghe con giới thiệu bối cảnh gia đình của cô ấy, bác đã vội cắt lời của con làm gì? Bác sợ con lại làm chuyện gì ngu ngốc. Legacy chúng ta vẫn luôn yêu cầu rất cao về người đại diện. Không phải ngôi sao đang hot thì cũng là vận động viên hạng nhất. Tu tu, cái người vô danh tiểu tốt gì đó mà làm hình tượng đại diện cho chúng ta được sao? Cô ấy là người nổi tiếng trong lĩnh vực tập gym. Weibo của cô ấy có mấy trăm triệu người theo dõi. Mà quan trọng nhất là cô ấy có một ưu điểm mà tất cả các ngôi sao thể thao đều không có được. Chồng tương lai của cô ấy là Lâm Hướng An. Ba chồng tương lai là Lâm Hiểu Đông. Em sắp kết hôn rồi. À, nếu vậy Minh Triết à, con thấy còn được không vậy? Hả? Tiểu Triết, ông đang hỏi con kìa. Đây, anh đưa em đi tham quan. Ở khu bên này sẽ là khu vực bếp, dự định sẽ làm kiểu bếp mở. Ờ, đằng sau sẽ là khu vực để ăn uống, còn bên này sẽ là chỗ để đồ.
Mặt tường trắng bên này anh vẫn chưa nghĩ ra là làm cái gì. Vẽ một bức tranh được không? Em xem hiểu bạn thiết kế mà. Anh nói thì sẽ rõ ràng hơn mà. Phải thi công bao lâu? Khoảng một tháng. Không phải anh nói sẽ lo xong trước khi em về sao? Sao giờ em về rồi vẫn chưa làm xong vậy? Ai, em yên tâm đi, anh đã sắp xếp hết rồi, chắc chắn không lỡ hôn lễ của chúng ta. Anh nói thì chắc gì chứ. À đúng rồi, chuyện hôn lễ của chúng ta, ba anh kêu anh bàn với em đó. Nghe nói là con cái cán bộ ở cấp bậc của họ kết hôn phải có quy tắc. Chúng ta chắc sẽ không thể đi được khách sạn năm sau. Không sao hết. Theo em thấy không tổ chức cũng được. Vậy sao được chứ? Có một hôn lễ tuyệt vời là nguyện vọng của người ta từ nhỏ tới lớn. Hơn nữa cả đời chỉ có một lần, sao có thể làm qua loa được. Người ta muốn mà, người ta muốn được mà rồi, người ta rồi. Muốn mà. Anh vui là được, anh vui là được rồi. Được. Vậy chúng ta sẽ làm đơn giản xuống. Họ hàng bạn bè em hai bàn nha. Hai bàn à, anh coi trọng em quá rồi. Nhà em chẳng có họ hàng hay bạn bè, anh thu xếp bên anh là được rồi. Còn ba em thì sao? Em không chuẩn bị nói luôn hả? Anh cứ tin em, anh sẽ không mong ba em biết chuyện này đâu. Vậy còn phụ dâu? Phụ dâu em lại? Không có. Không có. Ai, trời ơi, anh hãy chấp nhận hiện thực đi. Người phụ nữ anh muốn cưới bây giờ không bạn bè, không họ hàng, kết hôn cũng không tìm được phụ dâu, tính cách cô độc khó ở chung với người khác. Anh có muốn suy nghĩ lại từ đầu không? Anh thực sự muốn sống cùng người như em trong quãng đời còn lại sao? Chuyện này đúng là anh phải suy nghĩ kỹ. Thả em xuống. Thả em xuống đi. Thiệu tổng. Minh Triết, để chú giới thiệu với con. Anh Tào giám đốc bộ phận thiết kế. Thiệu Minh Triết. Xin chào. Xin chào. Nè ngồi đi. Nhóm sản phẩm của chúng ta tất cả đều do Tào tổng đây phụ trách. Phương án cải tiến của con có thể trao đổi cùng với Tào tổng đây. Bây giờ nếu như phải thay đổi phương án, thời gian sẽ hơi gấp. Cho nên tôi đề nghị mọi người trong khoảng thời gian có hạn thì... Thiệu tổng à, cậu cũng nói là thời gian gấp. Sản phẩm đã sản xuất còn muốn thay đổi, đây là chuyện nhiều năm nay chưa từng xảy ra ở công ty chúng ta. Giả lại bất luận sửa thế nào đều mất thời gian và công sức, nhất định sẽ ảnh hưởng tới việc ra mắt và quảng bá. Sau này sản phẩm mới của chúng ta phải cạnh tranh với Hoành Viễn, người ta sẽ không đợi cậu đâu. Chính vì quan trọng cho nên mới phải sửa. Thiệu tổng à, không phải là tôi không muốn sửa. Tôi làm việc ở Legacy bao nhiêu năm rồi, từ một nhân viên nhỏ của bộ phận thiết kế làm đến vị trí hôm nay, tôi là một người hiểu rõ nhất phong cách và đặc điểm của Legacy. Với lại phương án này ban đầu là chính cậu thông qua. Bây giờ ai nói là không được sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ. Người này hiểu gì về phong cách của Legacy chứ? Và hiểu biết gì về khách hàng của Legacy? Cũng đúng. Tôi thấy nó đúng lắm. Ừ. Cô Tô à? Anh nhận làm người rồi. Không phải. Cô Tô à, là như vậy. Tôi là giám đốc của tập đoàn Thiệu Thị. Tôi tên là Thiệu Khải. Hôm nay á, tôi muốn bàn chuyện hợp tác với cô. Cô Tô à, bản kế hoạch của dự án này cô coi như tham khảo, có yêu cầu gì cứ nói. Anh nói anh tên Thiệu Khải, anh có quan hệ gì với Thiệu Minh Triết? Thiệu Minh Triết? Đó là anh họ tôi, hai người quen với nhau sao? Thực ra trên nguyên tắc đây là kỳ nghỉ của tôi, không phải là lúc suy nghĩ đến chuyện của công việc. Không, tôi hiểu mà. Cô cứ yên tâm, toàn bộ lịch trình làm việc của chúng ta đều dựa vào ý cô, tuyệt đối không ảnh hưởng đến hôn lễ của cô.
Thiệu tổng rất hiểu về tôi ha. Đương nhiên rồi. Lựa chọn người hợp tác, Thiệu thị chúng tôi cũng rất cẩn trọng. Nếu vậy anh nói xem, vì sao chọn tôi làm người đại diện cho thương hiệu lớn như Legacy? Anh xem, tôi vừa trở về đây cũng chẳng có bạn bè. Tôi cũng chỉ là một người mẫu. Tôi hoàn toàn không hề có danh tiếng gì hết. Cô Tô, câu này của cô á, tôi xem như là cô đang khen tôi. Cô nói cô không có danh tiếng, thật sự khiêm tốn quá. Chúng tôi mời cô làm người đại diện chính là vì chúng ta có điểm tương đồng, và còn ưu thế có thể thay thế cô. Cô hiểu mà. Nếu như Thiệu tổng muốn thông qua tôi để tạo quan hệ với cục trưởng Lâm Hiểu Đông, tôi nghĩ tôi không thể nhận nổi dự án này. Ây à, cô Tô à, vậy cô không hiểu rồi. Nếu như muốn tạo quan hệ với cục trưởng Lâm, vì sao tôi không tự mình tìm, như vậy sẽ nhanh hơn. Xem ra cô chưa hiểu rõ về Thiệu thị. Là thương hiệu thể dục mang tính toàn quốc, bất luận về lĩnh vực, kỹ thuật hay là tiềm năng đều đứng hàng đầu cả nước. Tuyệt đối không vì quan hệ cá nhân giữa cô với lại lãnh đạo nào đó mà lựa chọn cùng cô hợp tác. Vậy thì quá ngốc rồi. Cơ hội này rất là quan trọng đối với cô. Cô đừng có vội cự tuyệt. Hãy xem xét kỹ hơn về bản kế hoạch này. Tôi đảm bảo nhất định cô sẽ hài lòng. Triết, đừng nhục chí ha. Chú thấy suy nghĩ của con rất hay, nhưng mà thời cơ có lẽ còn chưa tới. Không sao đâu, lần sau vẫn còn cơ hội. Cố lên. Đang ở đâu vậy? Tôi đang dọn về phòng. Khoảng một tiếng sau đến sân golf chờ tôi nha. Một tiếng nữa hả? Một tiếng tôi không thể tới được đâu. Alo. Alo. Đồ tâm thần. Tiểu Quyển Quyển, cậu làm xong chưa? Cậu đã làm cả 3 tiếng rồi đó. Sách hướng dẫn này là do ai viết vậy? Chả rõ ràng gì hết. Không biết làm thì cứ nói thẳng đi. Để tôi. Nào nào nào. Vậy cậu cẩn thận đừng để bị thương. Móng tay của tôi hư hết rồi đây nè. Vốn dĩ công việc nặng nhọc này không phải là việc mà những người như chúng ta làm. Ông trời ơi, hãy ban cho chúng con một người đàn ông biết làm việc nặng đi. Lạc, mau vào đi. Là thầy Trần. Trần Lạc, anh đúng là lợi hại nha. Anh giỏi toán lý quá, dưới giỏi làm tóc, đi được xe Benz, còn sửa được máy tính. Ê, còn cái gì mà anh không làm được không vậy? Cậu đừng khen tôi nữa, tôi không biết rất nhiều thứ. Được rồi, còn gì cần lắp đặt không? Hết rồi, còn mỗi cái này thôi. Trong nhà cũng chẳng có gì hết, anh uống tạm nha. Cảm ơn. Sao vậy thầy Trần? Hôm nay chạy tới chỗ tôi, có việc gì hả? Có chút việc, nhưng mà cũng không vội. Ê, đã đến giờ rồi, tôi phải đi xem cửa hàng. Trần Lạc à, anh ngồi chơi nha. Khi nào về cho tôi hỏi thăm chú Hạ ha? Được. Ê, Đặng Nguyễn. Ê, Đặng Nguyễn, sao cậu phải đi?
cậu không phát hiện ra hả? Tôi ở đây hai người không tiện nói chuyện đâu. Có gì giữ liên lạc nha. Chị thông thả. Được rồi, bây giờ chỉ còn hai người chúng ta. Anh có chuyện gì cứ nói đi. Tôi tới đây là có mấy chuyện muốn trao đổi trực tiếp với cô. Thứ nhất là chuyện tìm mẹ của cô. Cho tới bây giờ bên tôi chưa có manh mối giá trị nào hết. Cũng có người từng gọi, nhưng về cơ bản đều là về tiền thưởng thôi. Đối chiếu nhiều chi tiết đều không khớp. Vậy chỗ cô đã có tiến triển gì chưa? Bên tôi cũng chưa có tiến triển gì. Thứ hai là vấn đề sức khỏe của Hạ Tổng, thời gian này phục hồi không tệ. Anh đã nói với ba tôi chưa? Tôi muốn dọn về ở. Tạm thời vẫn chưa. Ba không đồng ý sao? Theo tôi thấy Hạ Tổng nhất định là rất vui. Chỉ là ông ấy đang lo lắng giữa cô với Bành Tình sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn hơn. Cho nên là cho nên theo tôi thấy là những biểu hiện của cô trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng. Vậy tôi nên biểu hiện ra sao đi? Thực ra cô cũng biết, lần trước cô xuất hiện trên buổi đấu giá từ thiện, tuyên bố chuyện mẹ cô mất tích, còn chưa từng trao đổi với ông ấy, làm Hạ Tổng vô cùng bị động. Tôi nghĩ bây giờ cô nên nói chuyện cho ông ấy. Cô không chống đối ông ấy, cô với ông ấy là một thể. Những lời nói ngoài miệng tôi sợ là không đủ đó. Đúng vậy. Tập đoàn Hoành Viễn gần đây lại gặp một vài vấn đề. Tháng sau chúng ta sẽ có một sản phẩm mới đưa ra thị trường, cô biết không? Từng nghe nói. Thực ra nhóm sản phẩm mới này Hoành Viễn đã bỏ ra vốn rất lớn để nghiên cứu, tìm nhà thiết kế giỏi nhất. Thời gian trước đang tìm người đại diện, gần đây tìm được rồi. Chỉ là có vẻ như đối phương không muốn hợp tác với chúng ta cho lắm đó. Ngôi sao nào mà làm giá cao vậy chứ, có cho tiền cũng không thèm. Tô Mạch. Tô Mạch hả? Tìm cô ấy làm người đại diện không chỉ là quảng bá sản phẩm mới có phải không? Một mặt là vì cô ấy đang rất nổi tiếng. Thứ hai là bởi vì cục trưởng Lâm, cùng với dự án lớn nhất năm nay của tập đoàn Hoành Viễn, trung tâm văn hóa Nam Giao. Cục trưởng Lâm gần đây đã hẹn gặp gần như tất cả ông chủ của các thương hiệu thể dục lớn, bao gồm Thiệu Dân Bình của Thiệu Thị. Chỉ duy nhất không tới gặp tập đoàn Hoành Viễn mà thôi. Vậy liên quan gì tới Tô Mạch chứ? Tô Mạch và Lâm Hương An sắp kết thúc. Chúng ta muốn thông qua mối quan hệ trực tiếp, không làm cục trưởng Lâm phản cảm, để nghe ngóng xem cách nhìn của cục trưởng Lâm về tập đoàn Hoành Viễn như thế nào. Vì một dự án Nam Giao, có cần thiết phải đi đường vòng nịnh bợ như vậy không? Thôi đi tìm Lâm Hướng An hỏi là được rồi, cần gì phải tìm Tô Mạch chứ? Cô chịu tìm Lâm Hướng An, hoặc là tìm Tô Mạch làm người đại diện của chúng ta, hoặc là tìm Lâm Hướng An cầu xin. Đây chẳng phải lựa chọn các anh đưa cho tôi sao? Nhiệm nhiệm, xin lỗi. Nếu không phải hiện tại không có phương án tốt hơn, tôi sẽ không để cô phải đưa ra lựa chọn khó khăn như vậy. Tôi có thể đi tìm Lâm Hướng An hỏi, nhưng mà tôi không dám chắc đáp án có làm anh hài lòng hay không. Cảm ơn cô. Hai người thật đúng là tâm linh tương thông. Đúng đó. Nhiễm Nhiễm. Đây chính là bài toán khó mà anh nói với em đó. Sao hả? Có ý kiến gì không? Bức tường lớn như vậy, muốn làm em mệt chết hả? Không dám không dám. Em chỉ việc dùng não, còn anh sẽ tìm hai sinh viên về giúp em. Shop vẫn còn chưa mở mà kỹ thuật bóc lột sức lao động của nhà tư bản này quả thực thành thạo quá. Có bản vẽ không? Có. Em qua đây. Em phải xem qua phong cách tổng thể ở chỗ của anh. Không cần vội, cứ xem thông thả. Phải rồi, tối nay em có kế hoạch gì không? Không. Hay quá, đi ăn chung đi. Được thôi. Lâm Hương An.
Alo, tôi đang ở ngoài nè. Ở ngoài cái gì? Ở ngoài là ở đâu? Sao chỗ cô ồn ào vậy? Tôi cho cô đúng một tiếng đến chỗ tôi, cô nghe chưa? Anh đừng có lớn tiếng lên giọng với tôi. Tôi không phải là nhân viên của anh, cũng không phải là nô lệ của anh. Vậy thì bây giờ tôi dùng thân phận của bạn trai ra lệnh cho cô xuất hiện ngay lập tức. Nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng dùng danh nghĩa bạn gái để nói với anh. Không được. Tại sao lại không được? Hiệp nghị viết rất rõ ràng, chúng ta chỉ là người yêu trên danh nghĩa, chúng ta không được can thiệp vào cuộc sống của nhau. Bây giờ tôi cần sử dụng quyền được có không gian riêng tư. Anh tưởng anh gửi cho tôi cả đống hợp đồng tôi không biết xem sao? Xin lỗi nha, từng trang trên đó tôi đều xem qua hết, xem hết không sót một chi tiết nào. Cảm ơn cô, còn nhớ giữa chúng ta có một bản hợp đồng chứ. Nhưng tôi phải nhắc cô, trong hợp đồng có quy định không gian riêng tư tuyệt đối của đôi bên. Nhưng đồng thời hợp đồng cũng quy định khi một bên thi hành quyền lợi cần bên kia phải phối hợp. Chỉ cần yêu cầu nêu ra hợp lý, hợp pháp, còn nằm trong phạm vi nghĩa vụ của đôi bên thì bên kia không được dùng bất cứ điều kiện nào hay bất cứ lý do gì để thoái thác. Điều khoản không gian riêng không có hiệu lực trong trường hợp này. Alo, cô nghe tôi nói không đó? Tôi đang nghe. Nhưng mà hôm nay tôi có việc thật, tôi không đến được. Có việc gì? Việc với ai? Sao mà anh lôi thôi quá vậy hả? Anh tìm tôi có việc gì hay không? Anh gọi tôi qua có việc gì quan trọng lắm hả? Rất quan trọng hả Hạ Nhiễm Nhiễm? Cô không đến là vi phạm hợp đồng, cô phải chịu hậu quả đó. Tôi xin phép dùng quyền được đặc xá. Cái gì? Tôi nói tôi phải dùng quyền đặc xá một lần. Điều khoản 30 trong hợp đồng viết rất rõ, cả hai chúng ta đều có 2 lần quyền được đặc xá. Cũng có nghĩa là tôi có thể từ chối anh 2 lần nhưng không bị coi là hành động phạm quy. Bây giờ tôi sẽ sử dụng. Vậy cô có biết điều thứ 31 còn viết, sau khi cô sử dụng quyền đặc xá xong bắt buộc phải chấp nhận một yêu cầu của đối phương vô điều kiện không? Thậm chí có thể không nhận bất cứ hành vi nào bị hợp đồng này cấm đó. Anh thích làm sao thì làm, được chưa? Đồ thần kinh. Anh xong việc rồi nè, tối nay muốn ăn gì? Thôi em cũng không biết, anh giới thiệu chút đi. Anh nhớ trước kia em thích ăn thịt nướng, anh cũng lâu lắm rồi không ăn. Hay là đi ăn thịt nướng đi. Đi thôi. Đi. Dạ mời qua đây. Cảm ơn. Cảm ơn. À, đây, mời cô ngồi. Cảm ơn. Ngồi đi. Chỉ có 2 người thôi sao? Có ai tới nữa hay không vậy? Bên ngoài ồn quá, trong đây yên tĩnh hơn. Nhiễm Nhiễm, thực ra hôm nay anh tìm em ngoài việc nhờ em giúp ra, anh còn có chuyện khác. Thật ra thì em cũng có chuyện này muốn tìm anh. Vậy sao? Em nói trước đi. Em muốn gặp chú Lâm được không? Ba anh hả? Là vì chuyện của ba em sao? Anh cũng định nói với em chuyện này. Tính của ba anh có thể mọi người chưa hiểu lắm. Ông ấy không thích phải đi tiếp khách, cũng không thích người nhà hỏi về chuyện công việc của mình. Lần trước anh cố tình nhắc tới dự án Nam Giao, ba đã hỏi anh có phải hỏi giùm nhà em không. Vậy nói sao? Tất nhiên anh nói là không phải, anh chỉ nói là nghe dì Kiều nói. Nhưng ý của ba anh là cứ đi theo quy trình, cạnh tranh công bằng. Hơn nữa chuyện này cũng không phải do một mình ông ấy quyết định. Đấu thầu, thẩm hạch đều có tổ chuyên gia phân tích và bỏ phiếu. Anh nghĩ ông ấy đã nói như vậy rồi thì chắc chắn sẽ làm như vậy. Điểm này hai người có thể yên tâm. Dĩ nhiên là em yên tâm rồi. Nhưng em luôn cảm giác là chú Lâm có hiểu lầm gì đó với Hoành Diễn. Chú ấy gặp rất nhiều doanh nghiệp ngành văn hóa thể thao, là chỉ không gặp tụi em. Vậy sao? Nhưng quan hệ giữa ba anh và những người khác cũng không thấy thân thiết hơn ba em mấy. Nên em mới muốn gặp ba của anh đó. Alo. Anh đến rồi, ở phòng riêng.
Ừ. Ai đến vậy? Lát nữa em biết liền. Đến rồi hả? Nè, vào đây. Vào đi. Đồ ăn của nhà hàng này cũng khá ngon đó. Hai người ăn thử đi ha. Được rồi, có thể bắt đầu rồi. Cũng đến rồi thì đừng có căng thẳng nữa, ăn đi. Lâm Hướng An, nếu sớm biết hôm nay là buổi hẹn này, em đã rủ thêm Đảng Quyển rồi. Như vậy thì chúng ta có thể trở lại như lúc trước. Hay bây giờ em gọi điện cho cậu ấy nha, cậu ấy chắc cũng muốn đến. Cậu định làm gì? Còn cần trợ thủ hả? Cậu muốn nói gì thì cứ việc. Tôi bảo đảm Hướng An, đánh không đánh trả, mắng không mắng trả. Cậu cứ tự nhiên. Cậu đảm bảo hả? Lâm Hướng An, bạn gái của anh chẳng thương anh chút nào hết. Chắc những năm qua anh phải chịu không ít đòn thay cho cô ấy. Vẫn là cậu thương anh ấy. Tôi thương ai? Tôi thương ai cũng không thể ngồi trước mặt bạn gái người ta thương xót bạn trai của người ta chứ. Tính tôi làm người vẫn biết chừng biết mực. Cậu cứ chửi tôi cứ ăn. Chúng ta tìm niềm vui riêng của mình. Đừng nói tôi giành hết thịt của cậu đó. Nhiễm Nhiễm à, nè, ăn thịt đi. Lâm Hướng An, chúng ta có quan hệ gì mà lại gấp cho em? Anh không sợ em chê anh không sạch hả? Bữa của anh vẫn chưa ăn. Đây đưa em, anh về chỗ đi. Cậu chê hả? Tôi không chê. Không ăn thì tôi ăn. Cậu dòm ngó món ăn trong chén của người khác. Cái thói này cậu không định sửa có phải không? Hà Nhiễm Nhiễm, cái trò luôn coi mình là nạn nhân cậu chơi chưa đủ có phải không? Chẳng phải trước kia cậu phóng khoáng lắm sao? Cậu toàn nói không quan tâm người khác có thích cậu không mà. Hà Nhiễm Nhiễm nó đâu rồi? Nó chết rồi. Lúc đó tiễn bạn thân của mình ra nước ngoài, lúc ở sân bay là đã bị hai người đâm chết rồi. Trước ngực một nhát, sau lưng một nhát, chết ngay tại chỗ. Tôi bạch à, ai chột dạ thì bỏ đi trước, đừng ai ngăn ai. Chột dạ. Tôi mà tôi từ nhỏ tới lớn là bất cứ chuyện gì cũng chưa từng chột dạ. Dù tôi có làm chuyện gì không tốt, tôi cũng không chột dạ. Vì chuyện tôi làm xứng đáng với bản thân mình, xui thì tôi nhận. Nhưng còn cậu Hạ Nhiễm Nhiễm, tôi còn tưởng cậu sẽ khác cô gái khác, không như bọn họ. Vì bạn trai nhìn tôi lâu chút liền mắng tôi là hồ ly tinh rồi xa cách tôi. Cậu đáng ghét hơn cả mấy cô bé ngốc đó. Vì trong thế giới của cậu, tôi là một con vật đáng thương ăn của cậu. Ở chỗ cậu nhận sự bố thí từ cậu, sao cậu có thể chịu đựng được người mà cậu thích, thích một người giống như tôi? Con vật lang thang. Tô Mạch à, tôi biết con người cậu ghét nhất là bị người khác thương hại. Cậu biết rõ bị người khác thương hại là một thứ cảm giác thế nào. Chỉ tại sao cậu còn thương hại tôi? Tại sao cậu không thể cho tôi biết chân tướng? Nếu lúc đó cậu nói với tôi thì quan hệ giữa ba người chúng ta cũng đã không trở nên như bây giờ. Cậu xem,
Cậu thông minh xinh đẹp, được nhiều người thích. Trong thế giới tình cảm, cậu mới là người được sủng ái trăm đường. Tôi mới là con vịt lang thang chứ.